Bệnh Bà Đồ, hay còn gọi là bệnh Ravet, bệnh Bari, bú giáp độc lan tỏa, hay là bệnh cường giáp tự miễn, có khoảng 2% bệnh nhân bị Bạch Đồ đôi khi xuất hiện sau khi sanh, với tỷ lệ mắc bệnh là 7-8 nữ trên 1 nam. Yếu tố di truyền là nguy cơ chính, với 79% là do yếu tố di truyền. Bạch Đồ là một bệnh cường giáp phổ biến nhất, chiếm hơn 90% các trường hợp cường giáp, bao gồm các đặc điểm sau: nhiễm độc giáp, bú cổ, lòi mắt, bệnh da phù niêm trước xương chảy. Về nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của Bạch Đồ như thế nào? Bệnh Bạch Đồ được coi là một bệnh tự miễn nhưng mà chưa biết rõ nguyên nhân. Nữ giới thì mắc 7-8 lần so với nam giới. Bệnh xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng phổ biến nhất là ở tuổi 20-40. Các yếu tố khởi phát bệnh như là có thai, đặc biệt là giai đoạn sau sinh, ăn quá nhiều iốt, đặc biệt là những dùng thiếu iốt như là dùng núi cao. Trong điều trị lithium, có thể lithium làm cho thay đổi đáp ứng về miễn dịch, nhiễm vi khuẩn hay là virus ở tuyến giáp, và sau khi ngừng điều trị corticoid. Ngoài ra, các trường hợp stress như là bệnh sinh ở mắt có thể liên quan đến tế bào lympho T-killer, và các kháng thể có thể gây độc rất nhạy cảm với kháng nguyên thông thường như là TSHR có trong tế bào sợi và cơ của hốc mắt. Các cytokine từ các tế bào lympho gây viêm cơ và viêm tế bào sợi ở trong hốc mắt, làm sưng nề các cơ vùng hốc mắt, gây ra tình trạng lòi mắt, nhìn đôi, mắt đỏ, sung huyết, phù nề quanh hốc mắt. Còn cơ chế phù niêm ở trước xương chảy có thể do cytokine của tế bào lympho kích thích các tế bào sợi tại vùng xương chảy này. Có rất nhiều triệu chứng nhiễm độc giáp gợi ý như là tăng cao catecholamine, như nhịp tim nhanh, run và ra mồ hôi nhiều. Cũng có một phần do hormone tuyến giáp làm tăng các receptor catecholamine tại tim. Về lâm sàng, bệnh Bạch Đồ, thứ nhất là triệu chứng cơ năng chứng gầy sút thì thường hay gặp nhất, gầy khoảng 3-20 kg trong vài tuần và tháng. Mặc dầu có thể vẫn ăn ngon, một số bệnh nhân nữ thì lại tăng cân do ăn quá nhiều, có tình trạng rối loạn về khí sắc, lo lắng, dễ kích thích, dễ cáu gắt, hay khóc, khó tập trung, cảm giác mệt mỏi, khó ngủ, có tình trạng rối loạn điều hòa thân nhiệt, có những cơn nóng bừng, vã mồ hôi nhiều, nhất là ở ngực và bàn tay, gọi là bàn tay Bạch Đồ. Bệnh nhân sởi nóng, khát nước và uống nước nhiều. Triệu chứng về tim mạch thì bệnh nhân hay hồi hộp, đập chống ngực, cảm giác như nghẹt thở và đau vùng trước tim. Về rối loạn tiêu hóa thì bệnh nhân bị đi tiêu chảy nhiều lần trong ngày, phân bị nát do tăng nhu động ruột. Triệu chứng này thường gặp ở 20% bệnh nhân. Bệnh nhân có thể kèm theo triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng. Đó là về triệu chứng cơ năng. Còn triệu chứng thực thể thì như thế nào? Thứ nhất là triệu chứng về tim mạch. Bệnh nhân có nhịp tim nhanh trên 100 lần trong một phút khi làm việc cũng như là khi nghỉ ngơi. Khi gắng sức hay là khi bị rối loạn cảm xúc thì tim lại càng đập nhanh hơn và có thể kèm theo khó thở. Nếu mà nghe tim thì có thể nghe được tiếng thổi tâm thu cơ năng, ngoại tâm thu, tức là nhịp tim đập không đều hay là run nhỉ, thì thường xuất hiện ở 10% bệnh nhân bị Bạch Đồ. Đa số những bệnh nhân trên 40 tuổi thường run nhỉ, có thể là triệu chứng đầu tiên của bệnh Bạch Đồ. Khi đo huyết áp thì huyết áp tâm thu tăng, nhưng mà huyết áp tâm trương thì lại không tăng. Các mạch máu thì đập mạnh như là động mạch cảnh, động mạch dưới đòn, động mạch chỗ bụng và bệnh mạch đùi thì đập mạnh. Có thể sờ thấy đập mạnh ở dưới tai. Nếu đặt ống nghe thì chúng ta có thể nghe được âm thổi tâm thu do tăng cung lượng tim. Triệu chứng suy tim xung huyết thường xảy ra ở bệnh nhân lớn tuổi. Những bệnh nhân có bệnh tim từ trước, trong bệnh suy tim do cường giáp thì những cái thuốc như là Digitalis thì hầu như không hiệu quả. Đó là biểu hiện về tim mạch. Thứ hai, biểu hiện về thần kinh cơ. Bệnh nhân bị Bạch Đồ thì có thể run ở ngọn chi với biên độ nhỏ, tần số nhanh,
run tăng lên khi mà gắng sức hay là khi tập trung làm việc. Cho nên bệnh nhân rất là khó trong những công việc tinh tế như là viết, vẽ, khâu vật giá, v.v. Khi khám thì cái phản xạ gân xương thì thường tăng, nhạy, giúp và hồi phục nhanh. Về thần kinh cơ thì bệnh nhân có yếu tứ chi, nhất là ở gốc chi. Bệnh nhân đi lại chống mỏi, đi lên thang thì chống yếu, chống mệt. Khi bệnh nhân nằm ở trên ghế thì có động tác phải lấy tay chống lên để ngồi dậy, rồi là dấu hiệu ghế đậu. Mà yếu cơ tứ chi ở chủ yếu ở gốc chi thì có thể yếu cơ ở thân mình, cơ ở cổ và cơ ở chân. Bệnh nhân có thể bị chuột rút, nhưng mà yếu cơ nhiều có thể ảnh hưởng đến cơ hô hấp, gây tình trạng khó thở. Thứ ba là triệu chứng của bú tuyến giáp. Bú giáp thường biểu hiện ở 80% bệnh nhân bị mắc bệnh Basedow. Thường là bú lan tỏa độ 2, mức độ thì mềm hoặc là chắc, khác với ung thư giáp rất là cứng rắn. Khi bệnh nhân nuốt nước miếng thì nó sẽ di động lên xuống khi nuốt. Bú giáp ở trong bệnh Basedow thường là bú mạch, cho nên là có thể rỡ thấy tiếng ru miêu. Ru miêu là giống như là mình sờ vào mình của con mèo thì nghe tiếng ru ru ở trên cái tai của mình. Nếu đặt ống nghe thì có thể nghe được tiếng thổi âm thu liên tục. Tiếng thổi thì thường nghe ở cực trên của tuyến giáp, và khi cho bệnh nhân nằm thì nghe tiếng thổi tâm thu sẽ dễ hơn. Rồi khi có thể bú cổ nhỏ và có thể nằm sâu vào trung thất. Mức độ to của bú tuyến giáp ở cổ có thể thay đổi nhỏ đi, nhất là bệnh nhân mới mắc bệnh và được điều trị. Thứ tư là bệnh mắc về nội tiết, gặp trong khoảng 40-60% bệnh nhân mắc bệnh Basedow. Thường bệnh mắc Basedow nó xuất hiện cả hai bên mắt, nhưng mà có 10% thì xuất hiện chỉ ở một bên mắt. Sự tiến triển của bú cổ mà có lòi mắt thì độc lập với tiến triển của bệnh Basedow. Khám thì mình thấy có những dấu hiệu điển hình như là dấu hiệu Stanwalk, khi bệnh nhân nhắm mắt thì sẽ không kính. Dấu hiệu Dalrymple là do co cơ ở mi trên và làm cho hở khe mi. Dấu hiệu Rod Prefer do mất sự động tác, động phận của mắt và mi trên. Dấu hiệu Mobius do sự giảm hội tụ của nhãn cầu gây ra tình trạng nhìn đôi do liệt cơ vận nhãn. Khi sinh thiết các cơ vận nhãn và những cái tổ chức hậu nhãn cầu thì thấy có tình trạng thâm nhiễm, lymphocyst. Về tình trạng phù niêm ở trước xương chày thì da sẽ không kéo lên được, đặc biệt là ở phần dưới của xương chày do tích tụ chất glycosamine glycan. Da ở vùng xương chày thì sần sùi, có màu nâu vàng hoặc là màu tím đỏ. Dấu hiệu ở móng tay thì móng tay ngắn lại và dưỡng của móng tay thì dài ra, gọi là onycholysis. Về các xét nghiệm trong bệnh Basedow thì thế nào? Thì chúng ta sẽ xét nghiệm T3, T4, T3 tự do và T4 tự do, rồi là F-free, F-T3, F-T4 và TSH. Xét nghiệm TSH là xét nghiệm quan trọng và tương đối nhạy. Nếu xét nghiệm thấy F-T4 tăng và TSH giảm thì cho phép chẩn đoán chắc chắn là bị cường giáp. Bình thường FT4 nằm khoảng 12 đến 25 mmol trên lít và TSH thường 0,3 cho đến 5 đơn vị trên lít. Nếu FT4 bình thường, TSH giảm thì ta sẽ làm thêm FT3, vì có thể FT3 tăng trong giai đoạn sớm của bệnh Basedow hoặc bú độc adenoma của tuyến giáp gây tăng tiết T3. Nếu FT4 bình thường và TSH giảm thì đó là cường giáp dưới lâm sàng, có thể gặp trong trường hợp bệnh Basedow trong giai đoạn sớm. Khi đó làm xét nghiệm các kháng thể kháng tuyến giáp, các kháng thể như là TCAP hoặc là TPOAP có thể dương tính trong bệnh Basedow. Ngoài ra kháng thể TRAP
có giá trị đặc biệt trong chẩn đoán bệnh pseudo mà không có triệu chứng, lòi mắt ở một bên mà không có triệu chứng. Và TRAB này cũng có giá trị trong chẩn đoán về tiên lượng tái phát của bệnh nhân bị pseudo sau khi điều trị. Cái đó có thể làm xét nghiệm về xạ hình tuyến giáp, iốt động dị phóng xạ như là Y123 là tốt nhất, hoặc là Y131, hoặc là technetium. Ngoài ra, ta cũng nên làm các xét nghiệm khác như là đo về điện tim, gọi là điện cầm độ, thì ta sẽ thấy được nhịp nhanh xoan, chụp CT scan hoặc là MRI ở hố mắt á, thì thấy các cơ bị phì đại, ngay cả không thấy được triệu chứng lòi mắt trên lâm sàng. Xét nghiệm cũng thấy giảm cholesterol và triglycerides máu. Đường máu thì có thể tăng hoặc là giảm do rối loạn về dung nhập glico, hoặc là bệnh nhân có kèm theo đái tháo đường. Canxi máu thì tăng, có thể trên 3 mmol trong lít. Về chẩn đoán pseudo thì như thế nào? Thứ nhất là ta chẩn đoán về xác định. Về lâm sàng thì có hội chứng nhiễm độc viêm giáp và có ít nhất một trong ba triệu chứng của bố mạch, lòi mắt và phù niêm trước xương chảy, thì chúng ta có thể chẩn đoán xác định là bệnh nhân bị pseudo và không cần phải làm thêm xét nghiệm nào nữa. Về xét nghiệm thì ST4 tăng, TSH giảm. Một số bệnh nhân ở giai đoạn sớm thì chỉ có tăng ST3, nồng độ kháng thể TSH, RAP thì tăng. Khi xạ hình tuyến giáp thì thấy tuyến giáp bắt nhiều cái chất đồng vị phóng xạ iốt hoặc là technetium. Đó là chẩn đoán về xác định. Ngoài ra chúng ta còn phải chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh tương tự như là pseudo. Đó là cường giáp do bú độc, tức là ác tính, ung thư, hoặc là bú giáp đa nhân độc, hoặc là cường giáp do u nang buồng trứng, hoặc là bệnh nhân bị nhiễm độc giáp do uống tyrosin. Phân biệt với bệnh nhân bị viêm tuyến giáp ở giai đoạn đầu có gây tình trạng nhiễm độc giáp. Cuối cùng là nên phân biệt với cường giáp do u tuyến yên gây ra sự tăng tiết TSH. Các biến chứng của pseudo thì như thế nào? Đầu tiên phải kể đến là cơn nhiễm độc giáp cấp, hay còn gọi là cơn bão giáp, là một biến chứng đáng sợ nhất do tỷ lệ tử vong cao. Khi xảy ra cơn bão giáp thì tỷ lệ tử vong từ 30-50%. Cơn nhiễm độc giáp cấp thì chẳng qua là một tình trạng nặng của tất cả các triệu chứng của nhiễm độc tuyến giáp. Cơn bão giáp thường xuất hiện sau khi phẫu thuật, sau điều trị iốt đồng vị phóng xạ, hoặc là những bệnh nhân sau sanh nhưng điều trị cường giáp hoặc là điều trị không được tốt. Ngoài ra, cơn bão giáp trạng thì cũng có thể gặp trong những bệnh nhân bị stress nặng do một cái sốc sang chấn về tâm lý, bệnh lý như là chấn thương, nhiễm trùng cấp tính hoặc là sau một cái nhồi máu cơ tim. Biểu hiện của cơn bão giáp thường là sốt cao 38-41 độ C, kết hợp với những cơn bốc hỏa, vã mồ hôi, mất nước nặng. Về tim mạch thì nhịp tim đập rất nhanh, có thể trên 150 lần một phút. Có thể là nhịp nhanh xoan, nhịp rung nhĩ hoặc là cuồng nhĩ, nhịp nhanh thất, suy tim, huyết áp tụt. Về triệu chứng tâm thần kinh của cơn bão giáp gồm tình trạng kích thích, lú lẫn, thao cuồng, tăng thân nhiệt và có thể đưa đến hôn mê. Về tiêu hóa thì có thể bị buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, vàng da. Nếu điều trị không kịp thời thì bệnh nhân có thể đưa đến tình trạng suy tim và tử vong. Đó là biến chứng về cơn bão giáp. Thứ hai, biến chứng về tim mạch. Bệnh nhân sẽ có loạn nhịp tim, ngoại tâm thu, rung nhĩ, cuồng nhĩ, phổ biến nhất là rung nhĩ và ít gặp trong bệnh nhân có biến chứng suy tim xung huyết. Ở giai đoạn đầu thì có suy tim, tăng cường lượng tim. Thường là bệnh nhân lúc đầu thì suy tim trái, sau đó thì suy tim phải, rồi suy tim toàn bộ. Biến chứng thứ ba là lòi mắt ác tính. Bệnh nhân và đồ có triệu chứng lòi mắt nhanh, đẩy hẳn nhãn cầu ra ngoài, gây mù mắt, hoặc là loét giác mạc, gây mù mắt, thứ phát. Những kế của pseudo đó là loãng xương, suy kiệt mạng. Vì bệnh pseudo tương đối dài cho nên xin nhắc ra làm hai phần. Phần đầu đó về nguyên nhân, cơ chế, các triệu chứng và biến chứng của
bệnh Bardet. Mời các bạn đón xem video tiếp theo nói về các phương pháp điều trị bệnh Bardet. Xin cảm ơn.